Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua kết quả báo cáo rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 đối với Việt Nam. Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ hai đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khó khăn gian khổ, người lính Cụ Hồ luôn sáng mãi phẩm chất vì nhân dân quên mình. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ khóa họp thường kỳ lần thứ 57, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát UPR đối với Việt Nam. Tại khóa họp, đại diện phái đoàn Việt Nam khẳng định cam kết và chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người khi Việt Nam quyết định chấp thuận 271 trên 320 khuyến nghị các nước đưa ra tại phiên đối thoại trước đó, đạt tỷ lệ gần 85%, cao nhất trong 4 chu kỳ. Trên thực tế, Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực trong đảm bảo quyền con người, đặc biệt là hỗ trợ người yếu thế và tổ chức đặc xá cho các phạm nhân, đi cùng với công tác tạo điều kiện cho nhóm đối tượng này hòa nhập với cộng đồng, đóng góp tốt hơn cho xã hội. Đại diện các nước và nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ ghi nhận những tiến bộ mọi mặt ở Việt Nam về hoàn thiện thể chế, pháp luật về quyền con người, phát triển kinh tế xã hội, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và quyền của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Duyên, 40 tuổi, và Bùi Thị Ánh Ngọc, 66 tuổi, trú tại phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2018, Duyên đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm hiểu, liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để được hướng dẫn tham gia. Sau đó, Duyên đã xin tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc hoạt động. Nhiệm vụ của Duyên là vận động lôi kéo nhiều người dân tham gia vào tổ chức và chiến dịch trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân là Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, Duyên đã lôi kéo mẹ ruột của mình là Bùi Thị Ánh Ngọc tham gia tổ chức. Cả hai tích cực đăng bài, chia sẻ lên mạng xã hội, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ và phỉ báng chính quyền nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện bằng được mưu đồ lật đổ chính quyền nhân dân Việt Nam theo chiến lược diễn biến hòa bình, một trong những thủ đoạn mà các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị tích cực thúc đẩy là phủ nhận sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới, làm biến chất một đội quân vốn từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trở thành một đội quân đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Càng vào những lúc Tổ quốc gặp khó khăn, chúng lại càng ra sức xuyên tạc, đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu sai trái. Nhưng thực tế cho thấy, chính vào thời điểm gian khó ấy, hình ảnh của những người lính Cụ Hồ lại càng hiển hiện rõ nét, tình cảm quân dân lại càng gắn bó, bền chặt hơn. Những ngày tháng 9 này, đất nước ta đã trải qua tột cùng đau thương, mất mát khi hai cơn bão số 3 và số 4 liên tiếp đổ bộ, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng tại nhiều tỉnh thành miền Bắc. Đã có hàng trăm người chết và mất tích, gần 2.000 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu hơn 81.500 tỷ đồng. Thiên tai, bão lũ đi qua, công cuộc tái kiến thiết đời sống của người dân lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi hệ thống giao thông hư hỏng nặng nề, vệ sinh môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Chính trong hoàn cảnh ấy, thực hiện chủ trương của Đảng không để ai bị bỏ lại phía sau, Chính phủ đã đưa ra quyết sách yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân nhà ở và sớm khôi phục sản xuất. Nhận lệnh điều động, lực lượng quân đội đã huy động 143.700 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và gần 4.300 phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ. Tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi xảy ra lũ quét nghiêm trọng, xóa sổ cả một ngôi làng trong đêm tối. Liên tục trong 15 ngày sau khi thảm họa xảy ra, gần 400 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316, quân khu 2 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, trường trung cấp 24 Biên phòng đã nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích giữa khu vực sạt lở rộng đến 24 hectare. Với tinh thần nước lũ rút ra thì bộ đội tiến vào. Đã không ít lần, những người chiến sĩ phải đối mặt với hiểm nguy do lũ tràn về khi đang làm nhiệm vụ. Hiện trường bùn lầy, nhiều đá hộc, đinh, dao sắc nhọn. Nhưng không một ai chủ nhượng. Ngày kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, chỉ có những gói xôi, chiếc bánh được bà con chuẩn bị vội vàng cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường.
Lá cờ đỏ sao vàng tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình quân dân sâu đậm trong những ngày đau thương nhất. Từng cái miếng bánh, từng cái bát cơm đều được quân đội chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được nhân dân chia sẻ. Tự đó là cái tình cảm mà nó là cái động lực để cho chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu rèn luyện để tiếp tục giữ gìn phát huy hơn nữa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Rất buồn. Các chú bộ đội ở đây có giúp được mình nhiều không? Cũng khá là nhiều á. Đa số là các chú bộ đội giúp thôi. Đi dân nhớ, ở dân thương cũng là tình cảm mà người dân tỉnh Yên Bái dành cho những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Suốt 2 tuần khắc phục hậu quả mưa bão, lực lượng vũ trang quân khu 2 đã ăn ở cùng người dân, dọn dẹp cùng người dân. Màu xanh của các chiến sĩ bộ đội đã trở nên gần gũi, thân thương và in đậm trong tâm trí của nhân dân tỉnh Yên Bái. Rất thấy tự hào về những người lính Việt Nam, người lính Cụ Hồ đã cùng nhân dân Yên Bái khắc phục những hậu quả thiên tai. Bùn rất là nhiều này, ngập sâu này, thế rồi là điều kiện rất là thiếu thốn. Thế nhưng mà cái tinh thần của bộ đội Cụ Hồ rất là đáng quý, đáng trân trọng. Thanh Hóa cũng là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và số 4. Từ trước khi bão đổ bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 18.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội và dân quân tự vệ tham gia chống bão, hỗ trợ nhân dân gặt lúa chạy bão, phát quang cây cối, khơi thông dòng chảy, chẳng chống nhà cửa. Mưa lớn kèm gió mạnh, mực nước các sông liên tiếp dâng cao, nhưng tại những vị trí xung yếu, đặc biệt là các vị trí xảy ra ngập lụt, xuất hiện sự cố thân đê, có nguy cơ uy hiếp đến an toàn của người dân. Các chiến sĩ bộ đội luôn là lực lượng thường trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với những sự cố do thiên tai gây ra. Sau khi được các đơn vị bộ đội về giúp đỡ địa phương, thì nhân dân là rất là cảm ơn và làm giảm thiểu được cái thiệt hại, kể cả thu hoạch lúa rồi bảo đảm cái đời sống cho nhân dân, chẳng chống nhà cửa các cái cơ sở vật chất của nhân dân, thể hiện cái tinh thần là có bộ đội giúp dân. Đảng ta đã chỉ rõ, quân đội ta là quân đội nhân dân Việt Nam. Tình cảm của bộ đội đối với nhân dân, giữa nhân dân với bộ đội là nhu cầu, là sự tự nguyện. Không phải chỉ ở trong mưa bom, bão đạn, mà ngay giữa thời bình, trong nghịch cảnh thiên tai, dịch bệnh, lực lượng quân đội luôn xông pha ở tuyến đầu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ gian khó và hiểm nguy nhất. Ở đâu cần con chữ, thiếu thốn đời sống văn hóa tinh thần, người lính cũng có thể trở thành những người thầy giáo, ươm mầm ước mơ thoát đói, giảm nghèo ở những vùng biên ải xa xôi nhất. Đó không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính và là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho nhiều thế hệ bộ đội Cụ Hồ. Sau khi giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả khó khăn do mưa bão gây ra, tôi thấy tinh thần đoàn kết trong nội bộ quân ngũ của chúng tôi đã được đẩy lên cao. Chính quyền, địa phương và nhân dân đem rất nhiều tình cảm dành tặng đến cho chúng tôi. Đó lại càng là động lực để thôi thúc chúng tôi nâng cao tinh thần, trách nhiệm và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi triển khai một cách đồng bộ, thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Hai là phát huy dân chủ và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo. Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều luận điệu xảo trá nhằm gieo rắc hoài nghi, chia rẽ tình đoàn kết quân dân. Nhưng thực tế cuộc sống chính là những luận chứng, luận cứ sắc bén nhất, đập tan mọi mưu đồ của chúng khi tình cảm quân dân Việt Nam luôn gắn bó bền chặt, cùng kết nối từ tình yêu tổ quốc, được hun đúc qua nhiều thế hệ với kim chỉ nam là lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Quân đội ta là quân đội cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.